Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng cho biết, từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 2, tức từ ngày 23 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 năm Tết Tân Sửu năm 2021, không thực hiện các điện công tác, trừ các trường hợp phải cắt điện để xử lý sự cố hoặc cắt điện theo yêu cầu. Dự kiến công suất sử dụng điện Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021 trên địa bàn Đà Nẵng tăng 5% so với Tết Nguyên đáng canh tí 2020.